Chào mừng quý vị đang đến với kênh YouTube Mark Home. Ngày hôm nay thì chúng tôi xin phép chia sẻ với quý vị công trình do đội ngũ Mark Home thực hiện. Đó chính là công trình của gia đình anh Siên có địa chỉ tại Long Đồng, Lâm Đồng nói riêng và nhiều tỉnh thành khác nói chung thì đã có nhiều công trình do chúng tôi thiết kế và thi công xây dựng. Những quý vị nào có nhu cầu thiết kế và thi công thì có thể liên hệ với chúng tôi qua các số hotline để được hỗ trợ và tư vấn. Các số hotline của công ty gồm có 096 445 8888, 08281 33333. Để an tâm hơn thì quý vị cũng có thể di chuyển đến trực tiếp văn phòng làm việc của chúng tôi. Tại Hà Nội thì quý vị có thể đến địa chỉ số 180 Vạn Phúc Hà Đông. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh thì quý vị có thể đến số 162, 164 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình. Trong quá trình tìm hiểu thông tin về công ty cũng như là các mẫu nhà đẹp khác thì quý vị có thể truy cập vào trang web markhometrip.vn. Giao diện của trang web như quý vị thấy trên màn hình. Ở đây thì chúng tôi có số hotline, địa chỉ văn phòng, vấn đề phong thủy, văn hóa công ty v.v. Cuối cùng thì sẽ là các mẫu nhà đẹp từ thiết kế cho đến thực tế với đầy đủ thông tin. Công trình của gia đình anh Siên là một mẫu nhà mái Nhật, tổng thể công trình vuông vức góc cạnh. Tuy nhiên ở công trình này thì chúng ta sẽ thấy là có một số chi tiết mang hơi hướng kiến trúc tân cổ điển. Chúng tôi tập trung vào việc xây dựng và phát triển hình khối, cho nên khi nhìn vào thì sẽ cảm nhận được vẻ đan đối chắc chắn. Sảnh chính và sảnh phụ công trình thì tương đồng gần như là tuyệt đối với hai chiếc cột vuông vững chắc và thiết kế hệ vòm về ba phía, nâng đỡ bên trên là hệ mái sảnh. Cũng ở công trình này, nếu bỏ đi hai vị trí sảnh, nhìn vào thì sẽ có cảm giác công trình bị đơn điệu và cục mịch, cảm giác cũng sẽ ngột ngạt hơn, bởi vì sảnh được xem như là khoảng không gian đệm, kết nối giữa không gian bên trong với thiên nhiên bên ngoài, đồng thời chính là khoảng thở cho công trình. Phương diện màu sắc ở công trình cũng là điểm cộng rất là lớn, cụ thể thì chân tường sẽ là màu ghi, màu sắc đậm nhất trong hệ thống màu xuất hiện ở công trình này. Màu chủ đạo thì sẽ là gam màu trắng, chiếm khoảng 10% diện tường là gam màu vàng giả đá. Trên phần ngói thì gia chủ yêu cầu chọn màu nâu, đây cũng là gam màu có tính thẩm mỹ cao, mang đến vẻ đẹp ấm áp, yên bình, gần gũi nhưng cũng không kém phần sang trọng. Trên mái thì chúng tôi cũng có thiết kế thêm chi tiết tổ chim, chủ yếu là mục đích trang trí, tăng thêm điểm nhấn. Hệ thống cổng và tường rào thì cũng được đầu tư hơn, tăng thêm vẻ đẹp cho công trình cũng như là đảm bảo vấn đề an ninh. Để tạo nên sự kết nối với công trình chính thì chúng ta cần chú ý nhiều đến vật liệu cũng như là phương diện màu sắc. Ở đây thì cánh cổng chúng tôi lựa chọn chất liệu là sắt mỹ thuật, tường rào bê tông sơn phủ màu trắng. Phần chân tường rào thì cũng sẽ được ốp đá tự nhiên cùng chất liệu với phần đế của công trình chính bên trong. Để biết được thông tin cụ thể hơn về định vị, mặt đứng, mặt cắt, các khu vực chức năng thì quý vị có thể xem tại hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công. Đầu tiên là mặt bằng định vị, công trình này xây dựng về hướng Tây, kích thước xây dựng là 18,4 x 12,4m, diện tích sử dụng rơi vào khoảng 152m2. Tiếp đến là các khu vực chức năng, phòng khách của công trình có diện tích 30,5m2 với thiết kế hai cạnh có chiều dài gần như bằng nhau, cho nên là đã tạo nên một bố cục vuông vức, dễ dàng trong việc bố trí nội thất cũng như là đảm bảo vấn đề về phong thủy. Phía sau phòng khách thì sẽ là bếp ăn, có diện tích 38m2. Hai khu vực chức năng này thì sẽ ngăn cách với nhau nhờ vào một hệ lam. Nếu không thích lam gỗ thì quý vị có thể đặt vào đây bể cá, quầy bar hoặc là tủ rượu v.v. tùy vào sở thích của mình. Vừa khéo léo phân chia không gian, vừa giúp trang trí cho công trình của chúng ta. Từ bếp ăn thì quý vị có thể dễ dàng di chuyển ra khu vực bên ngoài qua một cửa đi. Thiết kế cửa cho bếp ăn rất là quan trọng, nó góp phần mang vào ánh sáng, giảm nhiệt độ nóng bức cũng như là tránh tình trạng ngột ngạt. Đồng thời trong trường hợp gia đình của chúng ta có khách đến chơi, khi đi chợ về chẳng hạn thì có thể đi thẳng vào khu vực bếp ăn mà không cần phải đi qua phòng khách. Công trình này thì sẽ có 4 phòng ngủ được thiết kế liền kề với nhau, đẩy về bên trái công trình. Phòng ngủ số 1, số 2 và số 4 thì sẽ có diện tích là 13m2, riêng phòng ngủ số 3 có diện tích 14m2. Đây đều là những con số cơ bản đảm bảo một không gian rộng rãi, thoải mái. Diện tích phòng ngủ tiêu chuẩn được xem là sẽ dao động trong khoảng từ 12 cho đến 20m2. Từ cửa hậu di chuyển ra bên ngoài thì chúng ta sẽ đến được với khu vực vệ sinh chung, được đặt liền kề với nhau và có diện tích lần lượt là 4m2 và 3,5m2. Bên ngoài thì sẽ có thêm một lavabo nữa. Vì lo sợ tình trạng ám mùi cho nên là nhiều gia chủ yêu cầu đặt khu vực vệ sinh riêng biệt. Tuy nhiên thì để tiện nghi hơn, chúng ta cũng có thể đặt bên trong về cuối công trình hoặc là nhà vệ sinh khép kín trong phòng ngủ của chúng ta.
Sau mặt bằng công năng thì sẽ là mặt bằng xây dựng chi tiết hơn với những kích thước cụ thể. Chúng ta sẽ biết được chính xác khoảng cách giữa các trục cũng như là giữa khu vực chức năng này đến khu vực chức năng khác. Từ đó thì sẽ góp phần giúp cho thợ thi công dễ dàng thực hiện chi tiết và chính xác hơn, tránh việc làm theo cảm tính dẫn đến sai lệch so với thiết kế ban đầu. Tiếp đến thì sẽ là mặt bằng xây dựng mái. Góc nhìn từ phía trên nhìn xuống thì chúng ta sẽ thấy được là mái Nhật có thiết kế rất là đẹp, bo bốn góc và tỏa ra các hướng khác nhau. Chính đặc trưng này khi kết hợp cùng với hình khối vuông vức của công trình đã mang đến một tổng thể vô cùng hài hòa. Công trình này thì sẽ thoát nước mưa tự do và đua mái 0,6m. Việc đua mái như vậy thì sẽ tăng thêm tính thẩm mỹ cũng như là góp phần che nắng, che mưa. Vấn đề chiều cao của công trình thì cũng rất là quan trọng, quyết định đến vẻ đẹp, việc bố trí nội thất bên trong và liên quan đến sự thoải mái của chúng ta. Với công trình này thì chiều cao từ cot 00 lên đến đỉnh mái sẽ là 7,5m, chiều cao từ cot 00 lên đến sàn mái là 4,2m và riêng chiều cao của mái sẽ là 3,5m. Chúng tôi cân nhắc rất là nhiều để lựa chọn ra chiều cao thích hợp, bởi vì công trình này thì có hệ vòm, nó sẽ mang đến cho chúng ta cảm giác là công trình thấp hơn so với chiều cao thực tế. Vậy nên là 4,2m sẽ là kích thước hợp lý nhất. Tiếp đến là mặt bằng lát sàn. Ở công trình này thì chúng tôi sử dụng tổng cộng là 5 loại gạch với kích thước màu sắc khác nhau. Tùy vào từng khu vực chức năng khác nhau mà chúng ta sẽ có sự lựa chọn sao cho phù hợp. Chẳng hạn như là ở đây, phòng khách, phòng bếp ăn, phòng ngủ thì sẽ sử dụng gạch granite có kích thước là 800x800mm. Nhà vệ sinh thì sẽ sử dụng gạch granite chống trơn màu tối, kích thước là 300x300mm. Một số vị trí còn lại như là sảnh chính, sảnh phụ thì sẽ sử dụng đan sen các loại gạch granite. Dựa vào mặt bằng này thì chúng ta sẽ dễ dàng biết được số lượng, vị trí các loại gạch để việc thi công hợp lý, chuẩn chỉnh. Về phần trần cũng như là các thiết bị điện chiếu sáng được sử dụng cho từng khu vực chức năng thì chúng ta có thể xem tại mặt bằng trần. Với công trình này thì trần phòng khách và bếp sẽ được thiết kế hoàn toàn tương đồng với nhau, đều được ốp thạch cao khung xương chìm bản matit lăng sơn hai nước bằng với đế dầm. Trung tâm thì sẽ có một chiếc quạt trần đèn chùm và xung quanh thì sẽ là đèn treo lai âm trần. Để chi tiết hơn về hệ thống điện nước trong công trình thì chúng tôi trình bày tại hồ sơ điện nước. Thông qua đây thì chủ đầu tư cũng như là đơn vị thợ sẽ biết được cách thức đi đường dây điện, ống nước chi tiết ra sao, từng vị trí lắp đặt những thiết bị gì. Trong hồ sơ này thì chúng tôi tính toán rất là cẩn thận vị trí đặt ổ cắm, máy điều hòa cũng như là các thiết bị khác, đảm bảo mang đến sự thoải mái nhất có thể cho các thành viên trong gia đình. Việc tính toán một cách hợp lý và khoa học thì còn sẽ đảm bảo được an toàn, hạn chế những rủi ro như là cháy nổ v.v. Đồng thời thì về sau khi có những hư hỏng và cần phải sửa chữa thì chúng ta cũng sẽ thực hiện dễ dàng hơn vì đã biết được chính xác những vị trí đi đường dây điện cũng như là ống nước. Ngoài hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công cũng như là hồ sơ điện nước thì sẽ còn có hồ sơ kết cấu. Với công trình này chúng tôi sử dụng móng đơn bê tông cốt thép. Khi ký hợp đồng và trao đổi với chủ đầu tư thì đội ngũ Mắc Hôm sẽ tiến hành đo đạc khảo sát hiện trạng khu đất. Từ đó kết hợp với tải trọng công trình, chúng tôi sẽ đưa ra được phương án tối ưu nhất. Với móng đơn thì loại móng này sẽ được sử dụng tương đối phổ biến ở nhiều công trình dân dụng, chủ yếu là đối với những công trình có tải trọng không quá lớn và thi công xây dựng trên nền đất cứng, chắc, ổn định. Cuối cùng thì sẽ là dự toán công trình. Chia sẻ với quý vị, chúng tôi sẽ không tính toán bằng mét vuông mà sẽ tiến hành bóc tách khối lượng thông qua phần mềm chuyên dụng. Cho nên là độ chính xác sẽ rất là cao, bởi vì từng công trình khác nhau thì sẽ có hệ móng mái khác nhau, vật liệu khác nhau. Chẳng hạn như là mái Thái thì sẽ có chi phí xây dựng cao hơn mái Nhật hay là mái bằng. Còn móng cọc thì sẽ có chi phí thi công xây dựng cao hơn các loại móng khác. Cũng như là cổng nhôm đúc thì sẽ có giá thành cao hơn cổng sắt, v.v. Từ đó thì chúng ta có thể yên tâm hạn chế được việc phát sinh quá mức kiểm soát. Hiện tại thì chi phí nhân công thợ xây miền Bắc chúng tôi đang niêm yết là 1.350.000 trên 1m2. Còn chi phí nhân công thợ xây miền Nam thì sẽ cao hơn một chút, cụ thể là 1.500.000 trên 1m2. Dự toán thì sẽ được chúng tôi trình bày cụ thể theo dàn bản từng hạng mục, cho nên là quý vị sẽ dễ dàng xem qua cũng như là quản lý. Vậy là chúng tôi vừa giới thiệu đến quý vị công trình của gia đình anh Xuyên có địa chỉ tại Lâm Đồng, một mẫu nhà vườn mái Nhật với thiết kế sang trọng. Quý vị nghĩ sao về công trình ngày hôm nay? Mọi đóng góp hoặc là thắc mắc cần được giải đáp có thể để lại bình luận bên dưới. Nếu quý vị cảm thấy yêu thích các công trình của chúng tôi và có nhu cầu thiết kế thi công xây dựng thì có thể liên hệ qua các số hotline 096 445 8888 hoặc là 082 81 33 333.
Hiện tại đối với khách hàng thiết kế thì chúng tôi sẽ hỗ trợ giám sát miễn phí, ưu đãi khi mua các sản phẩm của Mark Home. Còn đối với khách hàng thi công trọn gói thì chúng tôi sẽ hoàn trả 100% chi phí thiết kế, hỗ trợ làm hồ sơ cấp phép xây dựng miễn phí. Đừng quên nhấn đăng ký và bật chuông thông báo các kênh YouTube của chúng tôi như là Mark Home, Nhà đẹp Mark Home, Nhà phố Mark Home, Nội thất Mark Home để không bỏ lỡ những video mới nhất cũng như là cập nhật những chương trình ưu đãi khuyến mãi hấp dẫn trong năm. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.